Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5, quân khu 7 chia thành từng nhóm nhỏ, cắt tỉa tạo dáng cây cảnh, tô điểm lại khuôn viên đơn vị. Tổ chức làm mới hệ thống pano, cụm pano, băng rôn, cổng băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền. Bên cạnh đó cũng đồng thời xuống giống các loại hoa như là hoa hướng dương, hoa mầm gà, hoa đồng tiền, hoa vạn thọ, băng xê, vân vân. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tự chủ nguồn thực phẩm xanh sạch, đảm bảo tiêu chuẩn bữa ăn của bộ đội là một trong những ưu tiên hàng đầu của đơn vị. Khu tăng gia tập trung của tiểu đoàn 4, trung đoàn 5 của sư đoàn có diện tích hơn 14.000 m2, được xuống giống với các loại rau xanh và chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm. Bằng sự khéo léo từ bàn tay chăm sóc của bộ đội, ước tính khu tăng gia này sẽ cho năng suất cao, đảm bảo đủ sản lượng cho đơn vị sử dụng trong những ngày Tết. Trong những ngày gần Tết, chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, cải tạo đất, làm cỏ, lên luống và xuống giống các loại rau cải xanh, đậu đũa, rau dền, tổ chức làm chủ tại vườn vàng và trồng các loại rau ăn củ, đảm bảo sản lượng rau xanh sạch. Để vui xuân đón Tết an toàn, không lơ là nhiệm vụ, sư đoàn 5 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, không để bị động bất ngờ. Mặt khác, xác định dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, sư đoàn đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch như đẩy mạnh triển khai mô hình tự quản, tự kiểm tra, tự nêu gương, đồng thời kịp thời động viên, giúp đỡ bộ đội và phát hiện chấn chỉnh các biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Với bộ đội sư đoàn 5, quân khu 7, dù đón Tết xa nhà, xa người thân, nhưng mọi quân nhân đều đã được quán triệt và hiểu rõ ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc, cũng như trách nhiệm của quân đội trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu. 100% cán bộ chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo từ chỉ huy các cấp. Sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, cả vật chất và tinh thần này chính là nguồn động viên lớn giúp bộ đội đón xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm, an toàn, nhưng không quên nhiệm vụ, luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.